Xin được kính chào và mời quý vị cùng cập nhật tin tức an ninh trật tự và an toàn xã hội cùng với bản tin an ninh toàn cảnh. Bản tin lên sóng vào lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Đông An. Nhật Trường sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa nay. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam Trần Thiện Trung, 35 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 9 năm 2023, Trung đã lên mạng xã hội đặt giả con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, rồi tự xưng là phó giám đốc sở, có khả năng giúp người dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất với chi phí từ 60 triệu đồng đến 280 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, Trung đã lừa đảo hàng chục người dân tại phường Trảng Dài rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Trong lúc lẫn trốn tại khu vực phường Tân Quà, thành phố Biên hòa, đối tượng Trung bị người dân phát hiện và trình báo công an. Bước đầu, Trung khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của hơn 20 người dân sinh sống tại khu vực phường Trảng Dài. Còn tại tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, công an thị xã Thái Quà phát hiện một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán bùa ngải. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Giang Kiên với những biểu hiện bất minh về kinh tế. Chiều ngày 19 tháng 5, Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ ba đối tượng gồm Nguyễn Giang Kiên, Vi Thị Hương và Lê Đình Quý là nhân viên bưu cục điểm giao hàng Việt theo Boss tại thị xã Cửa Lò về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu giữ một máy tính sách tay, 10 điện thoại di động, các bùa ngải vật dụng để làm bùa ngải và các sổ sách ghi bằng tiếng dân tộc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng ký nhiều nền tảng mạng xã hội để trao bán các loại bùa ngải với giá từ 9 triệu 900 ngàn đồng đến 10 triệu 900 ngàn đồng một bùa. Sau khi có người kết nối, đối tượng sẽ tiến hành làm bùa từ ngải cứu gừng, muối, lá thảo mộc và gửi lại cho bị hại. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ ba đối tượng trên, còn có một đối tượng khác cùng tham gia quá trình hoạt động tội phạm. Ngày 3 tháng 6, Lê Thị Lan đã về nước đến công an thị xã Thái Quà, đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua tài liệu điều tra bước đầu xác định từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã thực hiện việc bán buộc ngải cho hàng ngàn người trên khắp cả nước, tổng số tiền thu lợi hơn 86 tỷ đồng. Chiều qua ngày 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tịnh Biên của tỉnh An Giang tạm giữ đối tượng Lê Giang Đôn, sinh năm 1971, ngụ thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua việc dọa tung clip nóng của một phụ nữ trước đó Don nhắn tin và gửi clip nóng của chị H, ngụ thị xã Tịnh Biên để đe dọa buộc chị H phải đưa 70 triệu đồng nếu không Don sẽ đăng clip trên mạng xã hội gửi cho bạn bè người thân của chị H. Sau khi tiếp nhận tin báo khoảng 12 giờ ngày 6 tháng 6 trong lúc Don đang nhận 70 triệu đồng của chị H thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã Tịnh Biên tổ chức mật phục bắt quả tang, tăng vật tạm giữ gồm 70 triệu đồng, một điện thoại di động của Don có chứa clip nóng của chị H, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Don, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm một điện thoại di động có chứa clip tương tự của chị H. Theo của chị Ban Tôn giáo Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà nhằm thẩm tra, rà soát xác minh về những phát ngôn thuyết giảng của thượng tọa Thích Trần Quang bị dư luận phản ánh cụ thể là những phát ngôn trong một clip lan truyền trên mạng xã hội bị dư luận cho là không đúng với giáo lý giáo luật truyền thống giang hóa của phật giáo và lịch sử của dân tộc việt nam sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của phật giáo được biết ban tôn giáo chính phủ đề nghị trà soát thẩm tra và xác minh trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra về các hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời giải cứu 36 nạn nhân trong đường dây này đưa về nước an toàn. Quá trình điều tra, công an xác định nhóm đối tượng này đã thông qua mạng xã hội đăng tải tìm lao động sang làm việc tại Thái Lan với mức lương từ 18 triệu đến 30 triệu đồng một tháng. Khi có nạn nhân dính bẫy, tổ chức móc nối đưa người sang Lào để bán cho các đường dây hoạt động tội phạm lừa đảo quốc tế hoạt động tại đặc khu kinh tế bò kẹo của Lào. Các nạn nhân bị nhóm buôn người khống chế cưỡng bức lao động, ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến, làm việc 20 giờ một ngày, có trường hợp không được trả lương bị đánh đập, quản thúc không cho ra ngoài. Nếu nạn nhân không không lao động theo yêu cầu sẽ bị giam giữ, ép gọi điện về Việt Nam để đòi tiền chuột. Được biết, đường dây tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Lào nằm trong hệ thống đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn do các đối tượng Trung Quốc chỉ đạo điều hành. Ngoài việc tổ chức hoạt động mua bán người từ Việt Nam sang Lào, nhóm đối tượng này cũng như 36 người Việt bị bán sang Lào đều tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Thưa quý vị, sau vụ trẻ mầm non ở tỉnh Thái Bình tử vong khi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu mạnh tay xử lý nghiêm vi phạm đối với ô tô đưa đón học sinh. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ra soát các trường học có sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh, trong đó nên yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải và cơ sở giáo dục phải ghi rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân về việc bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi lên xe, ngồi trên xe và xuống xe. Quá trình đưa đón trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên xuống xe ô tô, Bên cạnh đó, Bộ Giao thông cũng đề nghị Quỹ ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh. Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ đã bước vào mùa mưa để phòng tránh hạn chế thiệt hại tai nạn do sự cố do mưa dông gây ra. Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống ứng phó với mưa dông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố. Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan phải ra soát có biện pháp xử lý cành nhánh các cây cao dễ ngã đổ, nhất là cây xanh ở khu vực trường học, bệnh viện, công viên và khu dân cư. Sở xây dựng tăng cường kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý cây xanh đô thị, khắc phục tình trạng cây gãy đổ mất an toàn trong mùa mưa bão. Sở giáo dục và đào tạo cần chỉ đạo các trường học phải thường xuyên kiểm tra, ra soát các cây xanh trong khuôn viên của trường để có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn. quý vị và các bạn, sau vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa của quận Cầu Giấy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu ra soát toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ trên toàn thành phố. Kết quả bước đầu cho thấy số lượng nhà trọ chung cư mini chi phạm vẫn ở mức cao, số đơn vị khắc phục được vẫn ở mức rất thấp. Một ngôi nhà cho thuê trọ trên đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tòa nhà đã cho lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy, nhưng khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra thì áp lực nước không đảm bảo chữa cháy. Còn tại ngôi nhà này, qua kiểm tra của lực lượng chức năng, nhà chưa có hệ thống báo cháy tự động, không có hệ thống chữa cháy bằng nước, trục thông tầng chưa có vách ngăn cháy và thậm chí lối thoát nạn còn sắp xếp nhiều đồ đạc gây cản trở khi sự cố xảy ra. Hạn chế thì, chúng tôi sẽ khắc phục dần dần, sẽ đến lúc sẽ làm. Chúng sẽ làm làm làm, làm, triệt để luôn. Các chi tiết thì chúng tôi sẽ phục phục theo yêu cầu của phòng Còn tại ngôi nhà trọ này, theo giấy phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ dưới 5 tầng một tum và một tầng hầm, nhưng thực tế là xây tới 7 tầng một tum và cho thuê tới 30 phòng trọ. Sai phạm về xây dựng thì đương nhiên sẽ xử lý theo các quy định về pháp luật xây dựng. Đối với những nội dung liên quan đến sai tầng, sai cách thức thì đương nhiên chúng tôi vẫn vẫn giám sát và sẽ vẫn báo cáo quận để xử lý theo đúng quy trình. Theo thống kê của Công an quận Nam Từ Liêm, toàn quận có gần 3.200 cơ sở nhà ở nhiều căn hộ, nhà chung cư, tái định cư, nhà tập thể cũ và nhà cho thuê để ở. Nguy cơ về an toàn phòng cháy chữa cháy luôn ở mức cao. Giải pháp trước mắt và lâu dài, đặc biệt là đối với các cơ sở mà có nguy cơ cháy nổ cao và họ chưa được quy định các cái điều kiện an toàn phòng cháy ở trong tiêu chuẩn thì chúng tôi uh, kiểm tra hướng dẫn các cơ sở nào mà đã được tuyên truyền kiểm tra hướng dẫn và vẫn còn vi phạm chúng tôi kiên xử lý. Còn tại quận Cầu Cháy, kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy đối với các nhà trọ cho thấy có 3.172 trên 3.328 cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy. Về tiêu chí ngăn cháy lan, có 3.198 cơ sở không đảm bảo. Tiêu chí lối thoát nạn có 2.822 cơ sở không đảm bảo. Số cơ sở đã khắc phục được chỉ chiếm một lượng nhỏ từ năm 2023 sau khi mà thực hiện cái kế hoạch 53 của thành phố Hà Nội thì ban nhân phường cũng đã thực hiện hơn 30 buổi liên quan đến tuyên truyền về cái cháy. Ngoài ra thì cũng đã tuyên truyền ở trên đài phát thanh cũng như trên Zalo, Facebook các cái mạng xã hội cũng như là dán thông báo ở tại các tổ dân phố. Thì mà tuy nhiên thì nhiều chủ trọ cũng chưa có ý thức. Thì về việc này thì sau khi mà chúng tôi đợt kiểm tra sát đợt này, đối với những chủ trọ mà không ý thức thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra rà soát loại hình nhà ở này. Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân làm 56 người tử vong năm 2023, Quỹ ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình chung cư mini nhà trọ. Nhiều vi phạm đã được chỉ ra, tuy nhiên cho đến nay, việc khắc phục vẫn được thực hiện rất chậm, khiến ẩn quạ về phòng cháy chữa cháy vẫn luôn ở mức cao, đe dọa tính mạng của người dân nếu không may có sự cố xảy ra. Còn bây giờ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với An Ninh Cận Cảnh. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Đông An.